Em Đỗ Nhật Khang, học sinh lớp 7A trường Trung học cơ sở Minh Tiến, huyện Phù Cừ có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Tuy nhiên, nhờ nghị lực vươn lên, em đã đạt nhiều thành tích cao trong học tập. Bố bỏ đi khi Đỗ Nhật Khang vừa chào đời, mẹ em phải đang làm công nhân ở nơi xa. Hiện nay, hai anh em Khang sống chung cùng bà ngoại, gia đình em là hộ cận nghèo của xã. Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc học để có một tương lai tốt đẹp hơn, Khang luôn phấn đấu vươn lên, nhiều năm đạt học sinh giỏi của trường. Ở lớp, Khang là học trò ngoan và luôn giúp đỡ bạn bè. Em rất vui được đi học cùng bạn Khang. Bạn ấy là người rất tích cực trong học tập và tham gia các hoạt động của nhà trường, của đoàn đội. Bạn luôn giúp đỡ các bạn trong lớp. Trong các môn học, Khang đặc biệt rất yêu thích môn toán và dành nhiều thời gian cho môn học này. Được sự chỉ bảo tận tình của các thầy cô trong trường với những phương pháp dạy học mới như áp dụng công nghệ thông tin, thiết kế bài giảng điện tử và sự nỗ lực trong học tập, Khang đã nhiều lần đạt được thành tích cao trong các cuộc thi như giải nhất V-Olympic Toán học Phù Cừ, giải nhì cuộc thi toán trẻ qua mạng cấp huyện. Vừa qua, em cũng là học sinh tiêu biểu của huyện Phù Cừ, được khen thưởng học sinh vượt khó tiêu biểu, quỹ học bổng Tống Trần Quốc Hòa. Tôi đã chủ nhiệm lớp của em từ năm học lớp 6. Em là một học sinh mà rất là ngoan, chăm chỉ và có cái ý thức vươn lên trong học tập, mặc dù là em có cái hoàn cảnh khá là đặc biệt.